Chào các bạn, trong buổi trưa ngày hôm nay anh Phi đang có mặt tại cửa hàng Abo. Bây giờ khoảng 2 giờ trưa và anh Phi đang có một cái đơn hàng về từ Đà Lạt, phường 8, thành phố Đà Lạt, đường Nguyễn Tử Lực. Nguyên Tử Lực chứ, xin lỗi anh Phi, xưa giờ cứ lộn Nguyễn Tử Lực hoài à. Đường Nguyên Tử Lực nha các bạn. Đường Nguyên Tử Lực này thì anh Phi cũng có dịp đi qua đó nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ nói Nguyên Tử Lực thì không nhớ nó chính xác nằm đâu trên bản đồ. Nhưng mà ra ngoài đó thì để đi tới Nguyên Tử Lực thì hình như anh Phi nhớ không lầm mà chúng ta phải đi vòng một vòng bờ hồ Xuân Hương đó các bạn. Bạn đặt hai con, đúng ra là 634301 và 634302. Nhưng mà cái 302 thì đợt này anh Phi không có mang về, cho nên anh Phi sẽ có 634301 và 634302H. Thì bạn đặt cái này, anh Phi có 301H, 302H, 304H, 702H và 676601G ha. Đó. Thì bây giờ anh Phi sẽ test, anh Phi vừa nói chuyện vừa test, anh Phi lại tính mở ra luôn hai con rồi. Bây giờ thì anh Phi đã mở con 301 rồi nè các bạn. Con 301 thì thú thật với các bạn á là anh Phi ở cửa hàng Abo bán rất là nhiều, và ngày xưa giờ nó là một cái sản phẩm khá là chất lượng của Audi mà các bạn, của Audi mà. Đây ha, hàng con quay của Audi thì tuyệt đỉnh cung phu rồi các bạn nha. Con quay Audi thì nó gài ngàm, nó khá là cứng. Còn con quay Beyblade thì nó quay, nó đụng nhau nó sẽ bung ra. À, sáng nay thì anh Phi cũng có đụng qua một con quay Beyblade. À, định hướng dẫn cho khách thì khách bảo là biết rồi, nhưng mà khi về nhà thì lại quay ngược trở lên. Anh Phi sợ là anh Phi sợ các bạn mất thời gian, mất công quay trở lên thôi. Chứ anh Phi không có ngại gì đâu các bạn ha. Hướng dẫn cho khách là chuyện bình thường nha. Cho nên đó là anh Phi chỉ muốn hướng dẫn rồi để cho các bạn hiểu về cái cấu trúc của con quay. Chẳng hạn như Nado là nó cứng như thế này nè các bạn. Muốn mở nó ra thì phải có một cái khóa các bạn mới có thể mở được. Trên cái khóa này nó sẽ có ba cái chấu, ở đây cũng có ba cái chấu, các bạn mở ra ha. Ở đây anh có hứa với bạn là anh gửi theo cho bạn, tại vì bạn đặt hai con một lúc cho nên anh có gửi theo cho bạn hai cái đế kim loại này. Hai cái đế kim loại này mà biết cách chơi chắc các bạn chơi cho tới khi mà các bạn tốt nghiệp đại học mà các bạn lấy vợ sinh con luôn nó chưa hư các bạn nhé. Bạn Bảo thì theo anh Phi thấy trên Zalo, anh Phi có xem sơ qua thì bạn Bảo có up lên những cái bài về phương trình, giải phương trình theo cách là đặc nghiệm hoặc là giải phương trình theo cái cách gì gì đó, có hai ba dạng. Thì anh Phi đoán là bạn học cấp 3 nha. Cái đó là những cái phạm trù về toán học các bạn. Nếu các bạn còn nhỏ các bạn chưa hiểu thì từ từ lớn lên các bạn sẽ hiểu. Anh Phi sẽ nói thêm về cái con này. Cái con này thú thật với các bạn là xưa giờ anh bán con này, nhưng mà ngày xưa anh có một cái đoạn clip anh review cận cảnh nó luôn, nhưng mà anh up bên trang đồ chơi Abo Channel á, cho nên nó là cái cuối cùng á, anh Phi lại không có hình chi tiết của nó. Anh Phi không có hình chi tiết và cụ thể của con này đó. Mà không phải là không có đâu các bạn, có một cái giai đoạn anh xóa bớt, tại vì anh Phi xài Dropbox trên máy tính cho nên cái phần Dropbox nó bị đầy đi, nó đầy dữ liệu, cho nên là anh Phi xóa bớt. Nhưng mà vô tình xóa bớt thì lại mất đi cái hình gọi là hình chi tiết của sản phẩm, cho nên sau này anh Phi không có hình chi tiết sản phẩm, cho nên thôi anh Phi sẽ mượn sản phẩm này để anh Phi chụp cái hình chi tiết luôn nha. Anh Phi đang chụp hình đó các bạn, anh Phi đang xây tới xây luôn, anh Phi để anh Phi chụp hình đó ha, có hình chi tiết để có thể gửi được cho các bạn để các bạn có thể xem. Có một số bạn xem trên Zalo thì yêu cầu hình chi tiết, mà thú thật với các bạn là những cái này là có clip hết rồi. Các bạn lên trên Abo không có ô nha các bạn, anh giả bộ nhầm để anh nói về vấn đề này. Abo ha, Abo cái từ bô nó khác nha, cho nên đây là Abo rồi. Bây giờ thì các bạn có thể thay cái đế này vào, giống như hồi nãy các bạn dặn theo ngược chiều kim đồng hồ để các bạn gắn nó vào, hoặc các bạn lấy ra. Cái đế này thì hiện tại Abo thì anh Phi cũng đang chia sẻ, anh Phi cũng được còn được vài chục cái thôi các bạn. Anh Phi đang chia sẻ cho các bạn với giá là 29.000 một cái như thế này nha, bằng kim loại nha các bạn nhé, rất là bền, trừ khi các bạn để các bạn quay trên nền xi măng nó mòn nó hư thôi, chứ bình thường cũng khó mà hư lắm nha. Rồi cái cách nó sẽ là như vậy, các bạn nên giật thẳng nha, nên giật thẳng ra, đừng có giật ngang nha. À, nên giật thẳng ra. Cái con mà 601 634 601G á, hoặc là con 634702H á, các bạn thì các bạn sẽ giật xéo một góc 45 độ, còn con này hơi nên giật thẳng. Và tới đây là xong rồi nè các bạn nha. Tới đây là anh Phi test xong con này rồi nha. À, về cơ bản thì test kỹ thuật nó sẽ là như vậy nha. Test kỹ thuật nó sẽ là như vậy. Và một cái sản phẩm luôn luôn phải ok anh Phi mới gửi hàng đi. Bởi vì sao? Khi gửi hàng đi cho các bạn, anh Phi rất là tôn trọng cái cảm giác chơi của các bạn. Nếu các bạn
cái cảm giác chơi của các bạn mà các bạn cảm thấy chơi không đã hoặc là đang chơi mà nó rập trục trặc á, thì cái uy tín của cửa hàng cũng sẽ có vấn đề. Cho nên là anh Phi thường anh Phi sẽ đảm bảo cái phần này. Nhưng khi về tới nhà các bạn chơi mà gặp trục trặc gì thì các bạn cứ báo để anh Phi tìm cách anh Phi hỗ trợ nhé. Chứ các bạn đừng nghi ngờ anh Phi gửi một cái món hàng không đúng chất lượng cho các bạn, tội nghiệp anh Phi lắm nha. Thú thật với các bạn, anh Phi cũng không rảnh để mà khui hàng ra để mà test từng hộp hàng như thế này để rồi gửi cho các bạn một cái hộp hàng không chất lượng. Anh Phi không làm điều đó các bạn, làm điều đó nó tốn công tốn thời gian lắm các bạn nha. Đó, thà anh Phi không test, anh Phi gửi thẳng luôn, đỡ mất thời gian, đỡ đứng test, đỡ đứng nói, đỡ ghi clip, đỡ up clip lên nha. Còn đã làm như vậy rồi thì phải làm cho tới nha các bạn nha. Cho nên là các bạn cứ yên tâm cái phần chất lượng sản phẩm nha. Hàng này là hàng Audi chính hãng nha các bạn, không có tầm bậy được đâu nha. Tầm bậy thì anh Phi sẽ giới thiệu nó là Phay nha. Nhưng mà hàng Phay bây giờ cũng còn khó tìm hơn hàng công ty nữa, tại vì đơn giản nó đã qua phim rồi các bạn. Mà nó đã qua phim rồi các bạn rất là khó tìm những cái dòng hàng Phay nha. Rồi, đây là cái con 634302H. Cái chữ H của nó có thể là nó trùng tên với tiếng Việt mình là hít. Đây, hít giờ các bạn thấy không? Khi nó hít vô nó sẽ đẩy cái cục trắng này lên nè. Nó sẽ đẩy cái đế này lên nha. Có một số bạn là cạnh tranh mà các bạn góp ý với anh Phi là nó luôn luôn là con quay cân bằng do cái đế nó nhọn. Anh đồng ý với các bạn, cái đế nó nhọn là nó sẽ cân bằng. Chẳng hạn như đây, anh Phi sẽ lấy cái tay điều khiển, cái tay quay của nó ra luôn. Do test nhiều dòng hàng cho nên cứ lộn qua lộn lại hoài. Hồi nãy test xe điều khiển gửi đi Châu Đốc, An Giang. Rồi cũng có test xe điều khiển để cho khách mua tại cửa hàng, cho nên anh Phi lại lộn tay điều khiển. Cái này là tay quay nha. Tay quay, dây thu ha. Rồi đây, anh Phi sẽ giật cho các bạn xem. Nó là cái đế nhọn nha các bạn. Nó là cái đế nhọn cho nên nó thuộc cái tiếp cân bằng. Và khi quay á, nếu mà cái bàn quay mà bị hủng ở giữa, bị lõm ở giữa, nó gọi là nó nghiêng về giữa, thì con này sẽ là yếu tố cân bằng, nó sẽ về giữa nó nằm. Đây các bạn, trên giấy nó sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Nhưng khi hít vào, nó sẽ đẩy cái trục trắng này xuống và nó đẩy cái cục nè, đẩy cục trắng này xuống và nó đẩy cục trắng này ra. Cho nên khi lúc này nó sẽ trở thành con quay chiến đấu nha các bạn. Nó sẽ bắt mặt nền và nó chạy vòng nha. Nó đá người ta không chết thì nó sẽ chết nha. Anh báo trước rồi. Thấy không? Đó, và giật cái này nữa để chúng ta bắt lên trên này, thấy không? Và nó tiếp tục nó quay các bạn thấy không? Nó gia tăng lực. Và ở cửa hàng Abo thì anh Phi còn một cái mã sản phẩm nữa với một cái dòng con trục như vậy và năm cái vòng tròn, đó chính là con 634601G nha. Giá của nó thì cũng rẻ thôi các bạn, cũng không mắc đâu, khoảng 400 mấy nha, 419 hay 429 gì đó anh Phi không nhớ. Các bạn vào trang web yêuđồchơichẻem.com, các bạn gõ 634601G hoặc là các bạn vào cái phần con quay á các bạn, nó sẽ có phần nado ở trong đó, anh Phi để nó chung ở trong đó nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cho hết vô đây. Hai cái đế quay thì anh Phi bỏ bên kia rồi. Cái đế quay này thay được luôn nha các bạn nhé. Cái đế quay này thay được nha. Nó có ba cái chấu nè. Các bạn có thể mở nó ra anh Phi. Và các bạn thay cái đế quay kim loại vô. Anh Phi tặng hai cái đế quay là cho hai con á, chứ không phải cho một con kia đâu. Nè, các bạn gỡ ra được nè. Các bạn gỡ ra. Đây, thấy không? Cái trục trắng này là ở đây nè các bạn. Nè, trục trắng này ở đây nè, nó đẩy ha. Nó đẩy cái kim loại xuống nè. Nó đẩy cái này ra ha, nè thấy không, nó đẩy cái này ra để lòi cái trục trắng ở trong ra nè. Rồi, nhưng mà khi các bạn thay cái đế kim loại vô thì nó chỉ có một chế độ thôi nha, chứ nó không thay được hai chế độ như này nha. Rồi, tới đây thì anh Huy cũng đã xong cái đơn hàng này rồi. Và bây giờ thì trong lúc đóng cái hộp hàng cho đơn hàng này thì chúng ta tâm sự một chút xíu. Bạn thì cấp 3, bạn đặt thì anh Huy có rà được cái thông tin trên Zalo của bạn. Thì anh Huy có nhắn cho bạn là anh Huy sẽ gọi điện, có cái sự bất tiện nào hay không. Bạn nói không sao anh cứ gọi, thì ok anh Phi gọi. Nhưng cái số điện thoại ban đầu bạn cho anh á, thì gọi không được. Bên tổng đài họ báo là số điện thoại này hiện tại không liên lạc được. Thì anh Phi có liên lạc lại với bạn, thì bạn bảo á, là do em không có để vô máy, bạn cho lại số của mẹ. Thì anh Phi gọi cho mẹ rồi, ok rồi. Mẹ cũng biết cái đơn hàng của em, mẹ cũng đồng ý cho mua hàng rồi. Đó là cái câu chuyện mà anh Phi đang muốn truyền tải, đó chính là số điện thoại. Các bạn cứ nghĩ rằng số điện thoại đó tôi dùng thì tôi cho thôi, nhưng câu chuyện cuối cùng còn lại, đôi khi giống như trường hợp này là bạn không bỏ nó vào máy thì không liên lạc được. Mà khi ra tới đó mà shipper họ không liên lạc được thì thú thật với các bạn, có đôi lúc họ không giao hàng nha.
đôi lúc họ không giao hàng đâu. Cái điều đó là cái điều mà anh mong muốn các bạn phải suy nghĩ. Cho số điện thoại thì phải liên lạc được nhé, còn không liên lạc được thì rất là nguy hiểm. Rồi, anh Phi cũng có dặn bạn luôn là hàng người ta giao thì số điện thoại thì cực kỳ quan trọng. Mặc dù địa chỉ các bạn đã cho rồi, nhưng không phải rằng địa chỉ các bạn cho lại ra đó, đó người ta nhắm mắt người ta chạy lại địa chỉ nhà bạn người ta giao hàng đâu nha. Mà là họ sẽ gọi điện thoại, khi các bạn bắt máy rồi thì họ mới bắt đầu mới chạy nha. Cho nên là các bạn vui lòng bắt máy điện thoại nghe và xác nhận rằng là tôi có một cái đơn hàng rõ ràng như vậy để họ giao hàng cho các bạn ha, để các anh shipper giao hàng cho các bạn. Đó là một cái đặc thù mà có thể không nói ra thì có người biết nhưng có người không biết, là số điện thoại họ sẽ phải gọi. Các bạn không nghe máy đôi lúc họ không đi giao hàng, rồi các bạn lại nói rằng địa chỉ đó tại sao không giao mà gọi điện thoại làm chi. Nó không phải đâu các bạn, cái đó là một cái thủ tục và một cái đặc thù trong cái ngành giao nhận hiện nay. Bởi vì địa chỉ cho chẳng qua là để tham khảo, để biết khu vực nào, phường nào, quận nào để về đó giao thôi, chứ không có chính xác hoàn toàn 100%. Bởi vì anh Phi ở đây, ở Abo anh Phi cũng đụng hoài à. Có nhiều anh shipper anh lười gọi, cái anh bước tới Abo anh cứ giao 349 thùng đạn anh cứ giao. Nhưng thực tế ở Abo không có mua đơn hàng đó, mà người ta ở trong hẻm nè, kế bên ha, hẻm kế bên 341 với 351 là hai cái hẻm kẹp kế bên cửa hàng anh Phi. Họ thấy cái địa chỉ của anh Phi được định dạng, gọi là định hình trên Google Maps á, rồi họ chọn cái địa chỉ đó cho thuận, rồi tới đó gọi điện họ trong hẻm họ ra lấy, gặp hoài à các bạn nha. Cho nên các bạn đừng có ý y là tôi cho địa chỉ rồi shipper cứ tự tới giao nha. Các bạn phải nghe điện thoại. Cho nên anh Phi có dặn với Bảo là nhắc mẹ cái phần này, là lưu ý cái phần điện thoại giúp anh Phi. Bởi vì sao? Bởi vì shipper họ sẽ gọi điện trước khi họ đi giao. Đó, cho nên là các bạn vui lòng nghe máy giúp họ để họ đi giao nhé. Nhiều khi thành phố Đà Lạt thì cũng không có to lắm các bạn, cái khoảng cách của các phường thì nó cũng không có lớn ha. Đấy, chẳng khoảng tầm vài cây số thôi, cho nên cái việc đi giao nó cũng không khó khăn. Còn cái ra các cái tỉnh đó các bạn, nhiều khi từ xã này qua xã kia nó xa lắm, cho nên nó là họ sẽ phải gọi trước để đảm bảo các bạn có ở nhà, hoặc là các bạn đang đi công tác, hoặc là các bạn đang đi rẫy chẳng hạn vậy ha. Người Đà Lạt thì nhiều khi họ đi rẫy, có những cái khu rẫy gọi là nhà kính đó các bạn. Thì anh Phi không biết là ngoài này làm cái gì, nhưng mà thực sự ra nó có những trường hợp đó xảy ra, cho nên nó là cứ nghe điện thoại nhé. Đó là điều mà anh Phi có thể làm được và có thể lưu ý được. Bạn thì muốn mua, anh Phi thì lại muốn bán, mà hàng thì ra tới nơi mà giao không được nó mới ức nha. Cái câu chuyện vậy, rồi bắt đầu nó buồn phiền hai bên tùm lum hết. Cho nên cách tốt nhất vẫn là anh Phi lưu ý trước cho khách hàng của anh Phi là hàng có thể sẽ ra, và thường hàng này sẽ giao từ khoảng từ 2 cho tới 5 ngày nha các bạn. Thông thường nha, thông thường nhất là giao từ 2 cho tới 5 ngày. Anh Phi không phải bỏ rác vô đâu nha các bạn. Anh Phi đang bỏ đồ vô để anh Phi đừng để cho nó đừng có lúc lắc đó ha. Rồi, đây, xong. Phần hàng đã xong và cái này sẽ về Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Và anh Phi còn một đơn nữa để đi Nam Hà, Nam Bang chứ, thị trấn Nam Hà. Thị trấn Nam Bang chứ, anh xin lỗi, thị trấn Nam Bang. Thị trấn Nam Bang này cũng khá nổi tiếng, nếu mà ai đi Đà Lạt thì khá nổi tiếng các bạn. Cái trên đường đi vô Nam Bang thì các bạn sẽ có một cái khu cà phê rất là nổi tiếng nha. Khu cà phê rất là nổi tiếng nằm bên một cái sườn đồi. Và khu Nam Bang này thì anh Phi cũng thường hay vô đây lắm. Trong này nó có một cái khu du lịch Thác Voi, và có một cái chùa có cái tượng Phật khá cao. Và tại cái chùa này nó có con đường đi về Đắk Lắk nữa, nếu các bạn muốn đi Đắk Lắk. Rồi, bây giờ tới đây thì xong rồi đó các bạn. Anh Phi dán giấy vận chuyển lên nữa là xong ha. Các bạn chỉ cần lưu ý phần điện thoại nữa nha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.